Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015. Phần đầu chương trình chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ hai. Nhiều vấn đề quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận thông qua. Giải pháp để thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 xây dựng 50% xã và ít nhất một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Phóng sự phụ nữ Tam Bình tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tin trong nước, hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, các đại biểu Quốc hội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe đoàn chủ tịch đại hội báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 đã bầu 15 đồng chí vào Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Văn Rón tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Trương Văn Sáu, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 10. Trong phiên họp này, Ban chấp hành tỉnh ủy cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Nở, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 9 được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 10. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tiếp thu và giải trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ý kiến của các đoàn đại biểu đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10. Theo đó, phần lớn các đại biểu thống nhất cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ 2015-2020 là nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong ba khâu đột phá, có ý kiến đề nghị điều chỉnh, thay đổi. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng ba khâu đột phá nêu trong dự thảo là nguồn lực, là điều kiện và cũng là chương trình hành động mà Đảng bộ tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, thống nhất đề nghị đại biểu xem xét tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,5% năm. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, đại hội nghe báo cáo phương án nhân sự và thống nhất biểu quyết danh sách 18 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng. Trước đó, mở đầu phiên làm việc sáng nay, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư tỉnh ủy, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đã phát biểu chúc mừng chị em phụ nữ dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Trần Văn Rón khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, cũng như đóng góp công sức xây dựng tỉnh nhà. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn chủ tịch đại hội trân trọng gửi nữ đại biểu đại hội và nữ phục vụ đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và bày tỏ mong muốn chị em tiếp tục dành trọn tình yêu thương để xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới, đất nước ngày thêm phát triển phồn vinh. Thưa quý vị và các bạn, trong phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã trong toàn tỉnh và một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị mới có thể thực hiện được. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, có nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu xung quanh giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu này, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong tham luận, Bí thư Huyện ủy Bình Tân Đặng Văn Chính đã phân tích những thuận lợi và khó khăn của thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà đại hội đã đặt ra và đề nghị cần phải thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ, đặc biệt là phải xây dựng được lộ trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Xác định danh mục xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cụ thể cho từng xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Trên cơ sở đó có kế hoạch phân bổ vốn cho từng năm và cả giai đoạn, trong đó ưu tiên đối với đơn vị cấp huyện được chọn làm điểm chỉ đạo đạt tiêu chí nông thôn mới. Từng sở ngành phối hợp chặt chẽ với huyện, xã có kế hoạch cụ thể, tích cực tổ chức thực hiện các tiêu chí được phân công, đặc biệt là tiêu chí về giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thu nhập, giao thông, thủy lợi, nước sạch. Đồng thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành cơ chế nhà nước chỉ hỗ trợ. Cộng đồng dân cư là chủ thể quan trọng, đóng góp công sức, đất đai, vốn để xây dựng nông thôn mới. Nhiều ý kiến khác cho rằng, để thực hiện đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Muốn làm được điều đó, cần phải có giải pháp đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao vai trò liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong bốn giải pháp đề ra, đại biểu Quyền Trà Ôn nhấn mạnh giải pháp cần khắc phục hạn chế trong chỉ đạo tổ chức sản xuất, trong đó nhấn mạnh vấn đề tuân theo quy hoạch, phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp trong liên kết bốn nhà, đặc biệt phải phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước trong sản xuất và trong tiêu thụ nông sản qua hợp đồng. Bởi ở tỉnh ta, trên 70% dân số ở nông thôn và chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nên đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp bằng các hình thức thích hợp để nâng cao đời sống của nông dân, góp phần tăng nguồn lực đóng góp của đối tượng này cho xây dựng nông thôn mới. Người nông dân sản xuất, doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm chỉ thực hiện liên kết khi cả hai điều cùng có lợi, do áp lực cạnh tranh trên thị trường buộc phải liên kết để ổn định phát triển sản xuất. Trên cơ sở đó, nhà nước cần phải tạo lập môi trường và điều kiện thúc đẩy mối liên kết thông qua hợp đồng, đề xuất cụ thể như sau. Ủy ban tỉnh ban hành cơ chế chính sách, xây dựng quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là nông dân, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu, tổ chức thông tin thị trường, kiểm tra giám sát các hoạt động như tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, bao gồm cơ chế đầu tư phát triển hạ tầng vùng nguyên liệu, chính sách về đất đai, thuế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, thông tin thị trường, cảnh báo rủi ro để sản xuất có hiệu quả. Với thuận lợi rất lớn là có 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã cuối năm nay đạt từ 14 đến 16 tiêu chí, 1 xã sẽ lên thị trấn, với mong muốn góp phần cùng tỉnh thực hiện đạt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Tại đại hội, huyện Bình Tân đã xin đăng ký và quyết tâm thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết tâm chính trị của đảng bộ, chính quyền huyện Bình Tân nói riêng, cộng với sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh, sự đồng hành của các doanh nghiệp, sự chung sức của nhân dân sẽ là cơ sở vững chắc giúp tỉnh phấn đấu có ít nhất là một đơn vị cấp huyện và có 50% số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 đã chính thức khai mạc. Đông đảo người dân Vĩnh Long hướng về đại hội với kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới có nhiều chính sách đột phá, nâng tầm phát triển tỉnh nhà, ghi nhận của phóng viên thời sự. Người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hướng về đại hội với sự kỳ vọng lớn là đại hội sẽ bầu chọn được đội ngũ lãnh đạo trẻ, có năng lực, trình độ và có lòng nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà. Đại hội của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020 thì tôi mong muốn làm sao cho cái ban chấp hành đảng bộ mới điều hành và thực hiện được cái nghị quyết của tỉnh đảng bộ đưa ra, đảm bảo làm sao cho cái kinh tế phát triển. Đội ngũ cán bộ phải trẻ quá và từng bước phải làm sao đó để mà nâng lên cái chất lượng để phục vụ cho tốt trong cái sau khi cái đại hội này. Đó là những cái kỳ vọng mà của nhân dân của Vĩnh Long mình đang mong muốn. Đại hội thì nhất định nó sẽ thành công rực rỡ, bởi vì là nhân dân là tin tưởng vào sự lãnh đạo của ta từ trước đến nay. Lực lượng là lãnh đạo của đảng thì cần là phát triển lực lượng trẻ. Bởi vì lực lượng trẻ là kế thừa cái sự nghiệp cách mạng của cha ông để phát triển, bởi vì trẻ ít nhiều là cũng là tinh thần là phát triển khá hơn, về trình độ đó cũng cao hơn, dám nghĩ và dám làm thì mới phát triển được kinh tế. Có những cái là nó khó khăn mà không dám làm nó thì hơi khó.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mà đại hội đề ra là phát triển kinh tế, tạo nền tảng chung cho sự phát triển các mặt của đời sống xã hội. Xác định nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhà và xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn là mục tiêu chính. Cho nên người dân trong tỉnh cũng như chính quyền các địa phương đều kỳ vọng đại hội thành công với những chủ trương, chính sách được hoạch định sẽ là bước đột phá đưa nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long phát triển. Người dân ở địa phương nói chung thì cũng rất là mong chờ và cái đại hội mình thành công tốt đẹp và xin đề ra những định hướng, những cái bước đột phá, những cái bước tiến mạnh hơn nữa về tiềm lực như thế mạnh của địa phương cũng như của tỉnh nhà để làm sao để làm chung sức làm đưa cái tỉnh nhà mình là ngày càng phát triển đi lên nhiều hơn. Và đặc biệt là cái hiện nay thì trong xu thế hội nhập mà cái chủ trương lớn của ta hiện nay là cái mục tiêu phát triển cái nông thôn mới ngày càng vững mạnh hơn nữa. Trong cái sản xuất nông nghiệp thì bình quân đó là chúng ta đó là có phát triển trong những năm gần đây, năng suất đều đạt, đều tăng so với trước. Rồi đó là chúng ta cũng đưa khoa học và kỹ thuật chuyển giao đến người nông dân, rồi cũng vận động nhân dân đó là đưa cây màu xuống nhân ruộng, hai lúa một màu. Nhưng mà có một cái là chuyện đáng buồn, đó là cái điệp khúc lặp đi lặp lại đó là trúng mùa thì lại rớt giá. Thì hôm nay đó là trong cái đại hội này cũng mong rằng đó là đại biểu chúng ta nghiên cứu tìm cái giải pháp gì để cho người dân đó là sản xuất nó có cái thu nhập cao hơn. Một nhiệm kỳ đại hội sẽ là một chặng đường với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của nhà nước và sự đồng thuận của người dân, bà con tin rằng đại hội sẽ thành công mở ra một chặng đường mới xây dựng tỉnh Vĩnh Long thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Trên cơ sở đó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào phụ nữ tiết kiệm phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống của các cấp hội phụ nữ huyện Tam Bình ngày càng đi vào chiều sâu và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Với những mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả thiết thực mà phong trào mang lại đã giúp cho nhiều hội viên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thu hút ngày càng đông chị em phụ nữ tham gia, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong các phong trào ở địa phương. Chị Nguyễn Thị 13 ở ấp 6B, xã Long Phú, một trong những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Đầu năm 2015, nhờ số tiền 40 triệu đồng mà hội phụ nữ hỗ trợ từ mô hình góp vốn xoay vòng, nên gia đình chị 13 có điều kiện cất được ngôi nhà khang trang. Giờ đây, gia đình chị đã không còn lo nơi ăn chốn ở, quyết tâm chí thú làm ăn để vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước kia thì nhà gạch vui lắm. Chỉ hai vợ chồng đi làm thuê không chứ không có ruộng đất gì hết. Nhà phụ nữ mới xây đồng vốn được 40 triệu, cắt lên được một căn nhà khang trang. Như hôm nay thì vợ chồng tôi rất vui mừng phấn khởi. Sắp tới thì vợ chồng tôi gắn mặn ăn vươn lên thoát nghèo để nuôi cho hai đứa nhỏ ăn học. Được dự cái hội nghị điển hình 5 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Thì qua cái mà cái chiếu về cái hình ảnh của huyện Vũng Liêm là phát động chị em phụ nữ góp 5 cân vàng để xây dựng nhà kiên cố cho hộ nghèo ở huyện Vũng Liêm, thì chi hội phụ nữ ấp số B rất là tâm đắc. Thì về từ cái mô hình đó về xã Long Phú phát động trong chị em hội viên phụ nữ thành lập một tổ vốn xây dòng cất nhà cho hội viên nghèo, thì được 21 thành viên tham gia với hình thức là nghĩa vụ mùa phải góp 2 triệu đồng. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã thành lập nhiều mô hình tiết kiệm mang lại hiệu quả hết sức thiết thực, như tiết kiệm tại chi hội với mức từ 5.000 đến 10.000 đồng một tháng, nuôi heo đất. Mỗi loại hình tiết kiệm được thực hiện bằng các hình thức khác nhau, song có mục đích chung là cùng đóng góp giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các hình thức tiết kiệm, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên có cuộc sống khá. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay, có 323 hội viên phụ nữ được thoát nghèo từ đồng vốn nghĩa tình này. Trong thời gian tới thì để thực hiện và duy trì cái mô hình cái tiết kiệm này thì đối với chỗ hội phụ nữ thì cần thấy là trước tiên thì phải tuyên truyền và vận động cho cán bộ hội viên phụ nữ hiểu rõ ít ý nghĩa mục đích của cái loại hình tiết kiệm, giúp cho chị em phụ nữ biết tự lập kế hoạch, tự quản lý đồng vốn của mình và tự tiết kiệm trong cái chi tiêu hàng ngày, giúp cho chị em tương trợ lẫn nhau, tương thân tương ái, tương trợ lẫn nhau để rồi giúp nhau phát triển gia đình,
cũng như là tăng thu nhập mà cho chị em, nhất là những cái chị em mà phụ nữ nghèo, chị em mà khó khăn, để rồi giúp nhau mà giảm nghèo. Mặc dù không phải là mô hình mới, nhưng với nhiều cách làm hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Bình đã thu hút hội viên phụ nữ tham gia, góp phần từng bước xây dựng văn hóa tiết kiệm trong đời sống của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 20 tháng 10 tại Hà Nội, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 chính thức khai mạc. Trước kỳ họp, lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa 13 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng 500 đại biểu Quốc hội đã đến đặt hoa tưởng niệm và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đề nghị chính phủ tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi nước nhà giành được độc lập. Gần 70 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực tối cao, thực hiện giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng 9 giờ sáng nay, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 chính thức khai mạc. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội được nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016. Cũng trong ngày khai mạc kỳ họp, Quốc hội được nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và khái quát kết quả 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ dành 19 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 18 luật, 16 nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật. Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 vẫn diễn ra trong 2 ngày rưỡi, nhưng có đổi mới là chất vấn tổng thể chứ không chất vấn riêng một lĩnh vực nào. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu thực hiện nghị quyết số 70 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Chỉ thị nêu rõ, sau 3 năm thực hiện nghị quyết 70, hệ thống luật pháp và chính sách xã hội về việc làm, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận thông tin, tiếp tục được hoàn thiện với nhiều đổi mới, tiến bộ. Nguồn lực đầu tư, thực hiện các chính sách xã hội từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác được tăng cường. An sinh xã hội cho người dân cơ bản được bảo đảm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội. Coi các chính sách xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục, từ đó chủ động đề ra các giải pháp phù hợp nhằm mục tiêu bảo đảm tốt an sinh xã hội, chăm lo cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành quyết định quy định về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Quyết định nêu rõ, hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 187 của Chính phủ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm dịch thủy sản, kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm tra về an toàn thực phẩm. Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật. Quyết định cũng quy định dân cư biên giới là công dân Việt Nam và công dân nước có chung biên giới, có hộ khẩu thường trú tại các khu vực biên giới, người có giấy phép của cơ quan công an tỉnh biên giới cho cư trú ở khu vực biên giới khi mua bán trao đổi hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác nếu có, với giá trị không quá 2 triệu đồng một người một ngày một lượt và không quá 4 lượt một tháng đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Hôm nay,
Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại khu nghỉ dưỡng núi Cung Can của Triều Tiên. Bang Hawaii của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do khủng hoảng người vô gia cư. Luxembourg phát triển siêu kính hiển vi có độ phân giải cao nhất thế giới, có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Hôm nay đã diễn ra sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán hai miền Nam Bắc do chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Quyết định nhất trí tổ chức chương trình đoàn tụ được Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận hôm 25 tháng 8 nhằm nối lại chương trình này. Sáng nay, xe buýt chở hơn 500 người Hàn Quốc, gồm 393 thành viên các gia đình ly tán, 114 tình nguyện viên và 29 phóng viên đã xuất phát tới khu nghỉ dưỡng núi Cung Can của Triều Tiên. Dự kiến họ sẽ có cuộc đoàn tụ kéo dài 2 giờ đồng hồ với 96 thân nhân sống ở Triều Tiên. Sau đó, các gia đình của cả hai miền Triều Tiên nói trên sẽ tham dự một sự kiện chung kéo dài 12 giờ đồng hồ. Cuộc đoàn tụ được chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 và đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Trong đợt 2, 90 người của phía Hàn Quốc sẽ được gặp 188 người thân sống ở Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên đã tổ chức được 19 đợt đoàn tụ các gia đình ly tán kể từ năm 2000. Hiện còn khoảng 66.000 người vẫn nằm trong danh sách chờ được gặp người thân. Vào tối qua giờ Việt Nam, khoảng 26 triệu cử tri Canada đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được cho là có kết quả khó dự báo nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này. Tham gia tranh cử 338 ghế tại Hạ viện Canada năm nay có đại diện của hàng chục chính đảng. Nhưng đây vẫn là cuộc đua giữa các chính đảng lớn là đảng bảo thủ CBC cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper, đảng tự do LIB đối lập của ông Justin Trudeau và đảng Dân chủ mới NDP của ông Thomas Mulcair. Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay tăng mạnh so với cuộc bầu cử năm 2011 do thời gian vận động tranh cử dài hơn và cử tri cũng quan tâm đến sự kiện năm nay nhiều hơn. Trước đó, trong 4 ngày bỏ phiếu sớm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, đã có khoảng 3,6 triệu cử tri tham gia bầu cử, tăng hơn 70% so với năm 2011. Theo các kết quả thăm dò dư luận mới nhất, đảng LIB đang vươn lên dẫn đầu với 38,2% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng CPC cầm quyền chỉ nhận được 30,1%. Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng NDP đứng thứ 3 và giảm xuống mức khoảng 22,2%. Với những kết quả thăm dò này, nhiều khả năng ông Justin Trudeau, 43 tuổi, con trai của cựu thủ tướng Pierre Trudeau, sẽ trở thành thủ tướng mới của Canada. Do Canada trải rộng trên 6 múi giờ, nên kết quả sơ bộ sẽ được công bố sớm nhất là vào trưa nay giờ Việt Nam. Thủ tướng Anh David Cameron đêm qua đã công bố một chiến lược mới chống khủng bố, trong đó có các biện pháp nhằm ngăn chặn giới trẻ Anh bị cực đoan quá và sa ngã vào con đường bạo lực. Chiến lược trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền London gần đây đã triệt phá hàng loạt âm mưu khủng bố trong nước, trong khi hàng trăm công dân Anh được cho là đã tới Syria và Iraq để gia nhập các tổ chức cực đoan. Các đề xuất chủ chốt trong chiến lược chống khủng bố mới bao gồm việc cho phép các bậc phụ huynh yêu cầu quỹ hộ chiếu của con mình do lo ngại chúng có thể đến Trung Đông để gia nhập tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Cấm những người từng bị kết tội khủng bố được tiếp xúc, làm việc với trẻ em và những đối tượng dễ bị tổn thương. Chúng ta cần phải nhìn nhận một thực tế là chủ nghĩa cực đoan đang đầu độc giới trẻ. Không ai có thể đột nhiên trở thành một kẻ khủng bố. Đó là một quá trình bị cực đoan quá, thường là từ những kẻ thuyết giáo trên mạng. Một chiến lược chống khủng bố toàn diện phải giải quyết nơi khởi đầu của khủng bố hơn là chỉ thực hiện các biện pháp can thiệp an ninh. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong năm 2014, nước này đã thực hiện 338 vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố, trong đó có 157 trường hợp có liên hệ với các nhóm cực đoan ở Syria và 56 người dưới 20 tuổi. Thực trạng này làm dấy lên những lo ngại rằng các nỗ lực chống khủng bố của giới chức xứ sở sương mù là chưa đủ mạnh. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đêm qua tuyên bố nước này không phải là trại tập trung cho người tị nạn và sẽ không đồng ý tiếp nhận người di cư lâu dài, chỉ để làm hài lòng Liên minh châu Âu EU, vốn muốn chính quyền Ankara ngăn chặn dòng người di cư đang đổ về các nước châu Âu.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình một ngày sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel bàn về cuộc khủng hoảng di cư, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định Ankara sẽ không chấp nhận kịch bản EU chi tiền để nước này đồng ý lưu giữ người di cư vĩnh viễn, biến Thổ Nhĩ Kỳ thành khu trại tập trung cho người di cư. Ông Davutoglu cho biết Ankara chỉ nhất trí sẽ tăng cường kiểm soát dòng người di cư trái phép đang trốn chạy xung đột ở Syria và các nước khác để tìm đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó vào châu Âu. Hồi tuần trước, EU đã đề nghị hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của nước này nhằm thuyết phục Ankara siết chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới. Trong một diễn biến khác, đêm qua, Croatia đã quyết định mở cửa biên giới cho phép người di cư đi vào nước này từ Serbia. Động thái trên nhằm giúp giải tỏa dòng người di cư đang ứ động tại khu vực Balkan. Trước đó, Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 10.000 người di cư bị kẹt tại Serbia. Bộ Giao thông Mỹ vừa thông báo nước này sẽ cử một lực lượng chuyên trách có nhiệm vụ thành lập một trung tâm liên bang quản lý hệ thống máy bay không người lái ở nước này. Hiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đối mặt với nguy cơ an ninh và an toàn ngày một gia tăng từ những chiếc máy bay không người lái hoạt động trái phép. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington vào đêm qua, Bộ trưởng Giao thông Mỹ, ông Anthony Fox nhấn mạnh. Các phi công báo cáo đã nhìn thấy các máy bay không người lái với tần suất cao gấp đôi so với năm 2014. Số máy bay không người lái xuất hiện trên không phận tiếp tục tăng với tỷ lệ đáng kinh ngạc. Để đảm bảo loại phương tiện này hoạt động an toàn trong không phận quốc gia, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà điều hành máy bay không người lái đăng ký thông tin về loại phương tiện này với nhà chức trách. Theo ông Fox, lực lượng chuyên trách mới sẽ đưa ra các quy tắc giúp những người sử dụng máy bay không người lái vận hành phương tiện này một cách phù hợp. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ cũng sẽ được giao nhiệm vụ quyết định loại máy bay nào sẽ phải tiến hành các thủ tục đăng ký. Hiệp hội Điện tử tiêu dùng Mỹ dự báo khoảng 700.000 máy bay không người lái sẽ được bán ra ở Mỹ trong dịp nghỉ lễ cuối năm nay. Rạng sáng nay giờ Việt Nam, Hội nghị sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh toàn cầu đã khai mạc tại thủ đô Mexico City của Mexico dưới sự chủ trì của bà Melinda Gates, nhà đồng sáng lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Dự kiến hội nghị sẽ thảo luận về những chiến lược và hành động cần thiết để đáp ứng các mục tiêu phát triển cho trẻ em và phụ nữ vốn được Liên Hiệp Quốc đặt ra hồi đầu năm nay. Hội nghị quy tụ sự tham dự của hơn 1.000 nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và những nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đến từ 75 quốc gia trên thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Melinda Gates khẳng định: Chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ để cải thiện cuộc sống cho 20% số người nghèo nhất tại 7 quốc gia ở Trung Phi và bang Chiapas của Mexico. Gần 2 triệu phụ nữ và trẻ em đã được chăm sóc và điều trị tại các cơ sở y tế được trang bị tốt hơn. Thể lực tốt hơn sẽ giúp trẻ học hành tốt hơn, dẫn đến những cơ hội phát triển kinh tế tốt hơn, giúp các cộng đồng và quốc gia trên thế giới được thịnh vượng hơn. Theo một số liệu thống kê, trên toàn thế giới, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh hiện ở mức thấp nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có khoảng 800 sản phụ và 7.400 trẻ sơ sinh tử vong vì những biến chứng có thể phòng ngừa được. Bill Melinda Gates, tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, đã quyên góp hơn 40 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp cải thiện tình trạng bệnh tật và đói nghèo tại các nước đang phát triển. Hình ảnh đẹp lung linh của thiên đường du lịch Hawaii của Mỹ từ trước đến nay vẫn được quảng cáo trên khắp các phương tiện truyền thông, song có một bộ mặt khác của nơi này mà không ai muốn nhắc tới, đó là tình trạng vô gia cư. Mới đây, thống đốc của bang này, ông David Igay, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng người vô gia cư, sau khi các báo cáo cho thấy hiện Hawaii có hơn 7.600 người vô gia cư và khoảng 3.800 người trong số này không có lều trại trú ẩn. Hiện bang Hawaii có tỷ lệ người vô gia cư tính trên đầu người cao nhất nước Mỹ. Thời tiết mát mẻ quanh năm ở đây khiến việc sống lang thang không quá vất vả. Chính vì thế, nhiều người không thuê nhà mà sống trong những túp lều dọc theo bờ biển, trên lề đường hoặc thậm chí nằm lê lết giữa công viên. Do lo ngại, tình trạng này có thể tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp du lịch của Hawaii. Năm 2013, chính quyền bang đã chi gần 15 triệu đô la cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Một trong số đó là chương trình mang tên Trở Về Quê, cung cấp vé máy bay một chiều miễn phí cho người vô gia cư, nhằm khuyến khích họ rời Hawaii để trở về quê hương. Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng người vô gia cư tại thiên đường du lịch này vẫn không ngừng tăng lên. Theo lệnh tình trạng khẩn cấp vừa được ban hành,
hơn 1,3 triệu đô la sẽ được chi để ngay lập tức làm nơi trú ẩn cho các gia đình vô gia cư nhằm xóa bỏ hình ảnh người lang thang trên các bãi biển, vỉa hè hay các lều trại trên lề đường. Ngoài ra, chính quyền bang sẽ tiếp tục gia hạn thêm một số dịch vụ khẩn cấp dành cho người vô gia cư. Các nhà khoa học Luxembourg vừa phát triển thành công siêu kính hiển vi có độ phân giải cao nhất thế giới, giúp ghi lại hình ảnh của vật thể có đường kính chỉ 0,5 nanomet, tức nhỏ hơn 100.000 lần so với đường kính một sợi tóc. Siêu kính hiển vi được Viện Khoa học và Công nghệ Luxembourg phát triển trên cơ sở cải tiến một chiếc kính hiển vi sử dụng tia ion heli, kết hợp nó với một quang phổ kế. Thiết bị mới này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là những lĩnh vực đòi hỏi công cụ có độ chính xác cao như y tế, chế tạo chất bán dẫn, pin lithium ion. Ngoài ra, siêu kính hiển vi của Viện Khoa học và Công nghệ Luxembourg cũng đang thu hút sự chú ý của các hãng mỹ phẩm nhờ khả năng phân tích hiệu quả của dầu gội đầu hay các mỹ phẩm khác. Chúng tôi có thể chụp ảnh tóc với độ phân giải rất cao, rồi sau đó phân tích để xem dầu gội hay các chất khác có ngấm vào bên trong tóc hay không. Viện Khoa học và Công nghệ Luxembourg đang tiếp tục cải tiến siêu kính hiển vi và xem xét khả năng thương mại hóa sản phẩm. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.